Thưa quý vị, trước mức độ nghiêm trọng của bão Freddy, ngày 16 tháng 3, Tổng thống Malawi đã tuyên bố 14 ngày quốc tang để tưởng niệm hơn 200 nạn nhân thiệt mạng do cơn bão gây ra. Chính phủ Malawi đã cho phép giải ngân 1,6 tỷ kwacha, tương đương 1,5 triệu đô la Mỹ, để hỗ trợ hàng chục nghìn người dân bị ảnh hưởng vì cơn bão. Tuy nhiên, Tổng thống Lazarus Chakwera thừa nhận rằng số tiền này sẽ là không đủ so với mức độ tàn phá của bão Freddy lớn hơn các nguồn tài nguyên mà Malawi sẵn có, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Malawi là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi bão Freddy đổ vào châu Phi. Cơn bão này đã gây lũ lụt và lở đất tại quốc gia Đông Phi này, cướp đi sinh mạng của hơn 225 người, khiến hàng trăm người bị thương và 41 người mất tích. Bản thân tôi cảm thấy buồn. Đôi khi đi ngang qua nhiều quan tài, bạn chỉ muốn bật khóc thôi vì không thể làm được gì. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Bão Freddy hình thành ở ngoài khơi Australia vào đầu tháng 2, hiện đã suy yếu sau khi hoành hành trên suốt 8.000 km trên Ấn Độ Dương. Trước khi đổ vào miền nam Malawi vào ngày 13 tháng 3, bão Freddy đã quét qua Madagascar và Mozambique, khiến ít nhất 53 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến gần 400.000 người tại cả hai nước.